Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ Giang Hằng bên em. Và hôm nay em xin giao lưu và giới thiệu đến với các bác một chiếc đồng hồ Vedet 10 gông 10 búa chơi hai bản nhạc các bác nhé. Vâng, và trong đó có bản nhạc mà cũng được nhiều các bác trong giới sưu tầm săn lùng đó ạ. Đó là bản nhạc Kìa Con Bướm Vàng. Vâng, một bản nhạc mà cũng được nhiều các bác trong giới sưu tầm đam mê và săn lùng cái bản nhạc Kìa Con Bướm Vàng. Thì hôm nay em xin giao lưu đến với các bác với chiếc đồng hồ Vedet zin nguyên bản với mặt số nổi chân cài mặt số 20 các bác nhé. Và một chiếc dáng thùng của một chiếc đồng hồ Vedet quả là quá đẹp và quá xuất sắc như thế này. Và người Pháp người ta còn giữ được một cái vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ Vedet, nhất là bản nhạc Kìa Con Bướm Vàng. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến với các bác mã của chiếc đồng hồ Vedet này là 682 các bác nhé. Và kích thước của nó là dài 72 và rộng 39 các bác ạ. Vâng, một cái chiếc đồng hồ Vedet 10 gông 10 búa mà còn đẹp như thế này. Thì bên em cũng giao lưu đến với các bác với cái giá là 26 triệu các bác nhé. Vâng, cái giá nó quá hợp lý để cho các bác có thể sở hữu và đam mê một chiếc đồng hồ Vedet 10 gông 10 búa mà trong đó nó là có bản nhạc Kìa Con Bướm Vàng. Và với cái giá quá hợp lý và bình dân để cho các bác cũng sở hữu được một chiếc Vedet mà Kìa Con Bướm Vàng như này. Thì bên em giao lưu đến với các bác với giá là 26 triệu. Thì bác nào có quan tâm đến một chiếc đồng hồ Vedet 10 gông 10 búa chơi hai bản nhạc thì xin liên hệ cho em theo số máy 0350 005 943 là số Zalo bên em. Và địa chỉ bên em là thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định các bác nhé. Và địa chỉ bên em thì mời các bác cũng về cửa hàng đồng hồ cổ Giang Hằng bên em uống trà và giao lưu cùng với đồng hồ cổ Giang Hằng. Là những bác nào mà không ở xa mà không thể về trực tiếp cửa hàng bên em được thì bên em vẫn nhận ship bưu điện hoặc là gửi xe khách cho các bác nhé. Và em xin giới thiệu qua về một chiếc đồng hồ Vedet 10 gồng 10 búa chơi hai bản nhạc này các bác nhé. Với cái chiếc đồng hồ Vedet 10 gồng 10 búa mà zin nguyên bản mà với cái chiếc thùng dáng dài mà mặt số nổi zin nguyên bản của nó mà nó còn đẹp như thế này quả là cũng quý hiếm đấy các bác ạ. Và một chiếc thùng quá nịch nạc luôn, lục lạc quá đẹp và chắc chắn thùng không có cong vênh mọt mối gì các bác nhé. Vâng, em sẽ quay chi tiết gần để cho các bác cùng ngắm nhìn một chiếc đồng hồ Vedet với cái dáng thùng dài mà họa tiết chạm đục hai bên này quá đẹp luôn. Vâng, chạm đục họa tiết hai bên mà đục trực tiếp trên bề mặt thùng các bác nhé. Vâng, một chiếc dáng thùng dài, một chiếc đồng hồ Vedet mà chạm đục trực tiếp hai bên trên bề mặt thùng này, vân nu nổi đối xứng các bác nhé. Vâng, hai bên chạm đục cân xứng hai bên và kính rào mảnh các bác nhé. Zin nguyên bản của nó có đầy đủ cả tay nắm cho các bác. Vâng, với cái chiếc thùng quá là đẹp và chắc chắn luôn. Còn đầy đủ từ những cái khuy cài cánh còn giữ nguyên các bác nhé. Và chiếc thùng còn giữ zin nguyên bản, còn đẹp xuất sắc như thế này. Và cái giá thì quá hợp lý cho các bác để các bác cùng sở hữu một chiếc Vedet 10 gồng 10 búa chơi hai bản nhạc. Trong đó có bản nhạc Kìa Con Bướm Vàng cũng được nhiều các bác trong giới sưu tầm săn lùng. Và em sẽ tiến hành đi vào bên trong để cho các bác cùng ngắm nhìn những chi tiết ở bên trong để cho các bác yên tâm để các bác chơi và sở hữu một chiếc đồng hồ Vedet còn đẹp và còn giữ cái nét zin nguyên bản của nó các bác nhé. Và đầy đủ phụ kiện luôn, có cả hai bên ngắt chuông đêm cho các bác và mặt số nổi chân cài các bác nhé. Mặt zin nguyên bản của nó và mặt thì nó cũng có một chút hơi một chút những chút vết ố theo thời gian nhưng mà cũng không đáng kể gì. Và người ta chơi mà còn giữ được cái vẻ đẹp nó còn nguyên như thế này cũng quả là quý hiếm đấy các bác ạ. Vâng,
thì em sẽ tiến hành test bản nhạc Kìa Con Bướm Vàng cho các bác cùng thưởng thức. Chuẩn và quá nhịp chuẩn từng nốt nhạc phải không các bác? Và em sẽ tiến hành rút máy ra để giới thiệu cho các bác và các bác cùng nhìn ngắm những vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ VDES 10 gâm 10 búa mà nó còn giữ được cái chất đẹp này là quý hiếm nữa các bác. Sẽ soi gần để cho các bác cùng ngắm nhìn cái mặt nó có một chút vết theo thời gian các bác nhé. Mặt số nổi chân cài và zin nguyên bản của nó, mặt số zin nguyên bản các bác nhé. Và bộ máy thì nó còn đẹp các bác, bộ máy vàng ươm, máy đời 42 các bác nhé, máy đời 42 và có cả chuyện của nó và chuyện VDES của nó đi theo máy luôn. Và máy còn đẹp và quá chắc chắn, từ vành răng, ổ quát, tất cả đều là zin nguyên bản các bác nhé, chưa có một cái gì thay thế. Và bên em chỉ về cân chỉnh và lau dầu thì các bác chỉ việc các bác chơi, và bên em sẽ bảo hành và đảm bảo cho các bác với kỹ thuật là 3 năm các bác nhé. Và bộ máy còn quá đẹp phải không các bác, bộ máy vàng ươm và chạy bằng lò xo các bác nhé, nhíp lò xo luôn ạ. Máy VDES, máy 42, máy quá đẹp và chắc chắn. Như từ bánh răng của cót nó còn giữ nguyên bản, tất cả hệ thống của nó giữ nguyên bản và tem mác đầy đủ các bác nhé, tem mác trên máy này đầy đủ luôn. Và bộ gâm nó cũng còn đẹp và chất âm còn hay, còn chuẩn để cho các bác cùng sở hữu một chiếc đồng hồ VDES 10 gâm 10 búa. Mà đặc biệt nhất nó là bản Kìa Con Bướm Vàng, cũng được nhiều các bác trong giới sưu tầm săn lùng. Và em giao lưu đến với các bác với cái giá là 26 triệu. Thì bác nào mà quan tâm thì cứ inbox hoặc là Zalo cho bên em. Các bác xem video này thì xin cho em một nút chia sẻ, một nút đăng ký để bên em luôn cập nhật những mẫu mã mới để đưa lên cùng giao lưu đến với các bác. Em xin kết thúc video này. Hẹn các bác vào những video sau. Em xin kính chào các bác.